Xin chào toàn thể anh em, hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2024. Cửa hàng chúng em lại xin giới thiệu cho anh em một lô máy cắt cỏ cửa hàng chúng em đang bán cực kỳ chạy anh em nhé. Đây là những mẫu cắt cỏ cửa hàng chúng em đang bán rất là chạy tại thời gian vừa qua và rất là nhiều các bác ưa chuộng và tin tưởng dùng anh em nha. Hôm nay là đánh dấu ký tự là lô chữ G, G1 này, G2, G3, G4. Hôm nay là tổng cộng gồm có 4 con máy cắt cỏ và 2 con máy này, G1, G2 là 2 con máy mới anh em nha. Đấy, công suất to, nòng khỏe để cho anh em về chuyên đập cước chuyên nghiệp và đi làm thuê, phát mướn này. Còn hai con G3 và con G4 là hai con hàng nhật bãi nội địa anh em nha. Hai con này thì công suất nhỏ, nòng nhỏ để cho anh em về sử dụng gia đình. Đấy, nếu mà anh em nào mà về sử dụng gia đình thì anh em có thể lựa hai con nhỏ này đây. Còn nếu mà anh em nào mà về muốn to, muốn khỏe để làm thuê, phát mướn, phát khóa thì anh em lựa cho em cái con hai con to này anh em nha. Con G1 và con G2. Đấy. Thì hình thức đặt hàng trước khi vào chi tiết thì em sẽ nói sơ qua hình thức đặt hàng của bên em. Thì đặt hàng của bên em thì sẽ không cần anh em phải cọc cạch gì trước cả. Đấy, và đặt hàng ấy thì anh em chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ qua điện thoại. Số điện thoại 0354392929. Số đó thì em có sử dụng Zalo luôn anh em nha. Em có sử dụng Zalo bằng số đấy luôn. Và anh em chỉ cần thông báo là anh muốn chốt con G1 chẳng hạn này. Thì đây, đây em có ghi cái tem này đây nhá. Đây là G1 này, đây là G2, đây là G3, đây kia là G4. Đấy, anh em chỉ ưng con nào chỉ cần đọc cho em cái mã như thế thôi. Và đây là giá tiền của cây máy nha. Em đã dán lên cái tờ giấy ở phần tay cầm này. Còn máy nào thì cũng đều ghi giá công khai hết rồi nha. Giá này thì đã bao gồm cho anh em đầy đủ phí vận chuyển rồi. Và đặt hàng của bên em thì sẽ không cần phải cọc cạch gì trước cả. Đấy, nói rõ ở trên video anh em, nên là anh em vui lòng tua kỹ video. Ưng con nào thì có thể liên hệ cho cả chúng em. Và đặt hàng sẽ được tặng kèm cho anh em bộ 5 món phụ kiện là một con dao này, một cái chắn cỏ này, một cái ổ phát cước này, một dây đeo và một bộ đồ nghề. Anh em lấy một trong 4 con này thì đều được tặng 5 món phụ kiện như thế anh em nha. Đấy, anh em thấy ok chưa? Rồi, đầu tiên là con G1. Một con máy nòng lớn để cho anh em chuyên về phát thuê, phát mướn, phát khoán đây. Con này là G1 giá 1,6 triệu thôi, đang bán cực kỳ rẻ nha. Fukiwa FVK330, con này thì nòng của nó là 36mm, công suất 33cc, hệ tum rời cho anh em luôn. Côn to tum rời. Đấy, cái con này thì nó được thiết kế lấy ý tưởng giống như kiểu là Mitsubishi TL33. Anh em nào mà am hiểu về cái dòng máy Nhật bãi thì có lẽ là không còn xa lạ vì thương hiệu này rồi, nó đúng anh em. Đấy, bộ tay ga là bộ tay ga bóp này, công tác ở trên phần tay ga luôn, rất là tiện lợi nha. Cái phần bộ tay ga thì nó sẽ giúp cho anh em cái dây ga nó được bền bỉ hơn. Cùm là cùm dày dặn chất lượng luôn này anh em. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đó, đầu bò là đầu bò chất lượng luôn anh em nha. Đấy, Fukiwa con này thì giá 1,6 triệu thôi, cho anh em về sử dụng phát cước được luôn anh em nhá, phát dao phát cước thoải mái luôn, cần đầu máy cứ có thể tháo ra rất là dễ dàng. Đến nữa anh em không thích cắt cỏ nữa, anh em lấy cái phần cục máy ra để chế cháo được rất là nhiều thứ nhá, như kiểu là máy phát điện này, máy bơm nước này, hoặc là đầy đủ luôn. Đấy, anh em nào mà hay chế cháo thì có thể tháo cái phần cục máy ra rời được đó. Chân chống con này thì nó được tích hợp này cái bộ là bảo vệ bình xăng này là bằng sắt luôn anh em nhá, phần như là chân chống cái máy đấy ạ. Đấy, hàng con này là khá đẹp và quá chất lượng luôn anh em nhá, dòng này là dòng chất lượng nha, hàng chất lượng cao đấy ạ, chứ không phải là cái hàng tạp nham bán linh tinh ở trên thị trường đâu, nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Rồi, ra test nổ cho anh em nghe qua con máy này. Cho em tí em lấy cái ghế em kê cái đầu bò lên. Rồi, giật test đổ con G1 cho anh em nghe qua nha. Rồi, và nếu mà anh em nào mà cảm thấy con G1 công suất vẫn còn nhỏ thì hôm nay lên cho anh em con G2. Con G2 là một con máy cưa máy cắt cỏ Hukama 541 anh em nhá. Nòng của con này lên đến 40mm, công suất 41cc. Con này thì em bán rất là nhiều cho anh em nào mà về phát thuê, phát mướn, phát khoán này. Anh em phát chỉ cần một tuần là lấy lại được vốn cây máy này thôi.
2.200.000 cho con này, tặng kèm 5 món phụ kiện miễn phí vận chuyển cho anh em tới tận nhà. Đó. Đó, tay ga cũng là tay ga bộ luôn nha. Công tác ở đây, cái phần bộ tay ga này nó thiết kế này, nó được liên lạc vào nhau để cho giúp cho cái phần bụi bặm thì nó không bụi bặm vào cây máy máy anh em nha. Đó. Bình chân chống này cũng là chân chống sắt luôn anh em nha. Con này thì phần cục máy riêng và phần cần riêng luôn cho anh em. Anh em nào muốn đến nữa lấy cái phần cục máy riêng để chế cháo được nhiều thứ này. Đấy, côn là hết côn to, đầy 4 con ốc của phần cần máy đây. Đó, được tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em luôn nha. Chụp giật trợ lực luôn. Con này được tích hợp chụp giật trợ lực. Hàng này là hàng máy mới anh em nhé. Hàng máy mới chụp giật trợ lực nha. Đấy, nhiều quay tổng thể cây máy cho anh em xem qua này. Đó. Đầu bò đây, đầu bò là hàng đầu bò dày dặn và chất lượng luôn nha. Anh em nhìn theo. Đây, cái phần của nó rất là dày dặn nha. Anh em xài cái đầu bò này thì cực kỳ bền cho anh em luôn. Thấy chưa? Rồi, ống cần là ống cần 28 anh em nhé, ống cần 28. Phần máy công suất lớn để cho anh em về chuyên đập, phát thuế, phát mướn, phát cước đây. Nổ nghe tiếng gang tì rồi là đã chất lượng rồi đúng không anh em? Rồi, qua con G3 anh em nha. Qua con G3 là một con máy cắt cỏ hàng của Nhật bãi đôi đĩa. Con G3, con G4 là hàng của Nhật anh em nha. Đấy, con này nó là một con máy Echocurit. Con này thì nói chung là để cho anh em về sử dụng gia đình là chủ yếu. Còn về phát to khỏe thì con này thì nó hơi yếu anh em nha. Con này thì nòng của nó có 34mm rồi, công suất 26cc. Phù hợp cho anh em cầm đi làm vườn, làm rẫy, phát cỏ, phát mướn, phát khoán anh em nhé. Đối với bảo mà hơi yếu thì so với cửa hàng chúng em thôi, còn nhiều cửa hàng khác thì bán còn nhiều con máy còn nhỏ hơn này nữa, rất là nhiều anh em nhé. Nhiều cửa hàng còn bán những con máy mà 18, 20, 23cc, nhưng mà con này thì cửa hàng chúng em bán là 26cc luôn anh em nha. 26cc rồi cũng không phải là nhỏ đâu anh em ạ. Đấy, 2.1 triệu cho con này. Đó, con này đặc biệt có tích hợp chụp giật trợ lực này. Hàng này là Echocurit 265, hàng hệ đề cao. Và con này thì phụ tùng thay thế rất là nhiều và dễ dàng nhé. Hiện tại là nó vẫn còn sản xuất linh kiện mới để bán cho anh em, nên là anh em về đặt con này xài rất là yên tâm. Hỏng hóc ấy ạ, thì nó có phụ tùng mới để sửa chữa thay thế luôn. Nhiều con hàng bãi ấy, thì phụ tùng của nó thì đến nữa hỏng không có phụ tùng để thay cơ. Nhưng mà con này phụ tùng rất là nhiều nha. Đấy, công tác thì ở trên này đây. Tay ga hay tay ga đẩy, tay ga nguyên zin của nó. Nhưng mà nếu mà anh em về có nhu cầu đặt cái con G3 này này, muốn lên cái tay ga bóp thì em sẽ lên cho anh em hoàn toàn miễn phí anh em nhá. 2.1 triệu cho con Echocurit này. Đây, đầu bò nguyên zin hết này. Đó, ống cần của con này là ống cần 25. Ống cần 25 anh em nhá. Đây, có tích hợp chụp giật trợ lực này anh em. Những cái chụp giật to này là chụp giật trợ lực này anh em. Đó, Echocurit. Đó, bình xăng con là nguyên zin của nó luôn. Bình xăng quảng ga anh em nha. Rồi, ra test nổ con này cho anh em nghe qua này. Đó, kéo rất là nhẹ nhàng luôn anh em. Đấy, cái lợi của cái chụp giật trợ lực là như thế này này anh em. Kéo này. Đấy, anh em không? Anh em thấy đủ uy tín chưa anh em? Đấy. Nhìn này, kéo rất là nhẹ nhàng luôn nha. Kéo này. Đó, thấy không? Ok luôn. 2.1 triệu cho con G3 này, hàng Echocurit, hàng của Nhật Bản, máy móc cam kết chuẩn zin cho anh em 100%. Anh em thấy nào linh kiện nào mà đã thay thế, xin phép tặng cho anh em luôn cái máy. Rồi, qua con G4 là một con máy cưa Humana 132. Hàng này nó là hàng sản xuất tại Thụy Điển anh em nhé. Và nó được tiêu thụ và sử dụng tại Nhật. Hệ tum là cũng là tum rời này anh em. Cô là cô nhỏ anh em nhé. 2.4 triệu cho con này. 2.4 triệu cho con này nha. Đó, tay ga đây. Tay ga là tay ga bóp. Đầu bò nguyên zin 100%. Đấy, quay tổng thể cho anh em xem qua nha.
Con này thì nòng của nó là 36mm, công suất là 32cc. Cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình hoặc là đi làm vườn làm rẫy linh tinh, anh em nào nhiều rẫy thì sử dụng mấy con này thì rất là hợp lý nha. Hàng này nó là hàng toàn hàng mà ưa chuộng và sử dụng thôi, hệ nó là hệ đề cao nên là sử dụng cực kỳ ngon về con này anh em nhá. Anh em nếu mà nhiều khi em bán con này này cho khách này, cho khách ngoài cửa hàng ấy, người ta về sử dụng 5 năm trời mới phải sửa chữa. Dòng này xài bền lắm anh em. Giải tên nổi nha. Máy móc nổ ngon lành hết anh em nha. Đó, 2,4 triệu cho con này, liền mạch không có bể vỡ gì cả. Thương hiệu Humana 132 này. Anh em nhìn thấy không? Rồi, anh em ưng con này thì có thể liên hệ cho em là con G4. Vâng, và vừa rồi em đã giới thiệu cho anh em 4 con máy cắt cỏ. Anh em ưng con nào thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em để đặt hàng nha. Xin chào toàn thể anh em.